Thưa quý vị và các bạn, trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng là một trong những cách làm độc đáo giúp cho nấm đạt chất lượng mà còn giúp bảo tồn phát triển rừng bền vững. Với 35.000 phôi nấm linh chi đã được trồng dưới tán rừng keo lai 3 năm tuổi là mô hình được Hợp tác xã Nấm Dược liệu Chư Giang Sinh phối hợp với Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường Trường Đại học Tây Nguyên triển khai thực hiện tại huyện Cờ Rồng Bông. Kết quả bước đầu cho thấy đã và đang mang lại hiệu quả khả quan. Được thành lập từ đầu tháng 4 năm 2023, gồm có 7 thành viên. Thì 7 thành viên này là những cái hộ nông dân trực tiếp phát triển cây nấm dược liệu, nấm linh chi đỏ này. Quá trình trồng thử nghiệm của Hợp tác xã Nấm Dược liệu Chư Giang Sinh cho thấy mô hình có triển vọng để nhân rộng và góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Thì hiện nay thì đối với huyện Cờ Rồng Bông chúng tôi thì anh có một cái mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng. Thì đây là cũng là một cái chủ trương mà để rồi tạo một cái điều kiện cho bà con nhân dân để phát triển kinh tế. Thì đặc biệt đối với lại cái nấm linh chi dưới tán rừng thì nó tận dụng được cái không gian, diện tích đất sau khi trồng thử nghiệm thì đến thời điểm này thì thấy rằng là cái mô hình đang phát triển rất là tốt. Nấm linh chi đỏ có tính dược liệu cao và rất nhiều hoạt chất có hàm lượng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Việc nhân rộng mô hình sẽ giải quyết được bài toán tạo sinh kế dưới tán rừng cho người dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vấn đề tìm đầu ra ổn định cho linh chi đỏ vẫn là bài toán khó đối với huyện Cờ Rồng Bông. Khó khăn ở đây thì cái đội ngũ kỹ thuật viên thì cũng mới, cái hợp tác xã cũng mới thành lập. Cái thứ hai là nguồn vốn cũng có hạn. Cái thứ ba nữa là cá cây này là mới, cho nên là cái việc mà nghiên cứu đưa ra thị trường là ở mới dạng thô chứ chưa chế biến sao. Trước mắt, các phòng chuyên môn của huyện Cờ Rồng Bông đang tích cực hỗ trợ Hợp tác xã Nấm Dược liệu Chư Giang Sinh xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng đến chế biến sâu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định để mô hình trồng nấm linh chi dưới tán rừng thực sự đạt được hiệu quả trong phát triển kinh tế tại địa phương. Phòng thì chúng tôi đã tích cực tác động, đề nghị Hợp tác xã, thúc đẩy Hợp tác xã, hình thành nên một số sản phẩm để ô cốp, để cho nó mang thương hiệu của địa phương. Rồi có nó tung lên thị trường là nó ổn định, thì người tiêu dùng nó sẽ tin tưởng và sở trại nó sẽ là đưa sản phẩm ra thị trường không những trong huyện, ngoài huyện, ngoài tỉnh và kể cả ra nước ngoài.